Cái này là cái gì? Đây là con búp bê mà anh đã tặng cho Sanaya 2-3 năm trước từ Mỹ. Nhưng ai đã chôn nó dưới đất? Búp bê, nhưng bàn tay mà em đã nhìn thấy nó, nó là thật. Nó chỉ nhìn giống như thật. Ai sẽ nói rằng đây không phải là thật? Sanaya yêu con búp bê rất nhiều. Nó luôn được để ở trong phòng của con bé. Mẹ đã thấy Sanaya nói chuyện với nó rất nhiều lần. Phải không đi ra? Phải. Khi Deep tặng con búp bê này cho Sanaya, cô ấy thường khoe nó với mọi người. Cô ấy từng nói rằng không ai có thể có một người anh trai tốt như Deep. Tại sao con bé lại chôn vùi thứ mà nó đã từng rất yêu quý? Anh hiểu rồi. Aruhi, con bé rất giận anh. Nó trút hết sự tức giận của mình lên con búp bê này. Anh đã mắng con bé thật thậm tệ. Deep, con nhớ không? Con bé đã từng chôn cặp của bạn mình theo cách này. Mọi chuyện ầm ĩ đến mức con bé phải chuyển trường. Đúng vậy, chính sự tức giận đã khiến con bé bỏ nhà đi. Con bé chỉ nhắn tin cho mọi người mà không thèm gọi điện thoại. Nhưng Deep, những gì em thấy, làm ơn đi Aruhi. Em đã làm cho mọi người sợ hãi. Bây giờ em đừng nghĩ về những điều kinh khủng đó nữa. Sanaya sẽ tự về nhà khi con bé không còn giận nữa. Xin em đừng căng thẳng. Sức khỏe của em sẽ giảm nếu như em căng thẳng. Em cần đi nghỉ ngơi ngay bây giờ. Làm ơn vào trong đi. Thật tốt khi tôi thay thế xác chết bằng con búp bê này đúng thời điểm. Nếu không, bí mật của ông chủ chắc chắn sẽ bị bại lộ vào ngày hôm nay. Bà Maya, là tôi đi ra đây. Đồ ngốc, cô làm tôi sợ đấy. Cô không thấy tôi sợ muốn chết rồi hay sao? Bà còn hù tôi nữa. Tôi thậm chí không dám tắt đèn. Làm ơn ra ngoài cho tôi ngủ. Làm sao bà có thể ngủ được giữa những điều tồi tệ đang diễn ra trong ngôi nhà này vậy? Ôi Chúa ơi! Lúc đó tôi chỉ nghĩ Aruhi có thực sự nhìn thấy bàn tay của Sanaya hay không? Những người đó có thực sự giết Sanaya không? Thành thật mà nói, tôi cũng đang nghĩ giống cô. Nhưng nghe này, chúng ta không có bằng chứng. Cô đừng nói với ai và đi ra ngoài có được không? Deep và ông già của hắn nghe được thì có trời mới biết tay chân của chúng ta sẽ được chôn dưới lớp đất nào. Tôi không muốn dây dưa với họ chút nào. Họ biết mọi thứ về tôi. Họ sẽ tiết lộ tất cả những tội ác cũ mà chúng ta đã phạm phải. Tôi không muốn làm gì hết. Cô cũng vậy. Mau đi và trốn đi. Nếu cô muốn thì cô có thể ngủ ở đây. Ở cùng với nhau tốt hơn là ở một mình. Ý tôi là nếu như chúng ta ở chung với nhau, có chuyện gì có thể lo cho nhau. Thề với Chúa là tôi rất sợ hãi. Nó chắc chắn là một vấn đề đáng sợ. Không ai được an toàn ở đây. Nhưng Maya này, bà có nhận thấy một điều không? Điều gì? Khuôn mặt của Bivi và Deep trở nên tái nhợt khi Aruhi đề cập đến xác chết của Sanaya.
Cô cũng nhận ra điều đó đúng không? Đúng. Tôi đã nghĩ rằng có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Hoàn toàn chính xác. Tôi muốn nói là hãy tìm ra bí mật của họ. Sau đó chúng ta sẽ đòi thêm tiền để im lặng. Bà nghĩ sao? Tuyệt vời. Cô không ngốc như vẻ ngoài của mình. Cô nói đúng. Đó là một nhiệm vụ mạo hiểm. Nhưng ý tưởng không tồi, ý tưởng rất hay. Điếp, em rất sợ. Điều gì xảy ra nếu Sanaya thực sự đã? Không có chuyện gì đâu. Nhắm mắt lại và ngủ đi. Aruhi, dân thưa ông chủ, tình hình sao rồi? Thưa ông, tôi không nghe được. Alo, alo, alo. BV, tôi không nghe được ông nói gì. Tôi đã đặt xác vào trong xe. Tôi chuẩn bị mang nó đi. Lần này phải cẩn thận. Ngay cả một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến chúng ta phải trả giá rất đắt. Làm cho cái xác biến mất ở một nơi mà con chó, con người hay thậm chí là không khí cũng không tới được. Ai gọi vào giờ này chứ? Xin chào. Cứu em với, làm ơn đưa em ra khỏi đây. Nếu không những người này sẽ giết em. Làm ơn cứu em với, cứu em với, làm ơn. Sanaya, làm ơn cứu em, làm ơn cứu em. Nếu không những người này sẽ giết em. Làm ơn cứu em. Sanaya, Sanaya, xin chào. Sanaya, em không sao chứ? Em đang ở đâu? Điếp, khoan đã. Ông là ai? Ông đã làm gì với Sanaya? Đừng lãng phí thời gian vào những thứ vô ích. Nếu cô muốn cứu Sanaya thì hãy đến Ramandi, cách trạm xe buýt Simla 4 km, ngay bây giờ. Nghe đây, nếu cô báo cảnh sát hoặc nói với bất kỳ ai khác thì Sanaya sẽ không thể sống sót. Sanaya, không. Đừng làm gì với Sanaya. Ông muốn tiền phải không? Ông sẽ nhận được số tiền mà ông muốn. Đừng làm gì Sanaya. Nếu tôi muốn có tiền thì tôi đã gọi cho chồng cô chứ không phải cô. Bây giờ hãy ngừng đặt câu hỏi và đến một cách lặng lẽ. Đừng để lại bất kỳ mảnh giấy hay lá thư nào sau lưng cô. Cô có 15 phút. Alo, 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 Sanaya. Sanaya. Điếp. Không, mình phải đi một mình. Nếu muốn cứu Sanaya, mình không thể nói với Điếp. Tính mạng Sanaya đang nguy hiểm. 15 phút nữa, rất ít thời gian. Mình phải nhanh lên. Aroi, Aroi, ôi chúa ơi, xác chết trong cốp xe. Và Aruhi đã lấy xe.
ta ra, đừng lo lắng. Những chuyện đang xảy ra, nó chỉ như một cơn bão. Nó đến và nó sẽ đi. Anh sẽ luôn ở bên em, để bảo vệ em trong mọi giai đoạn của cuộc đời em. Anh sẽ không bao giờ để em có chuyện gì. Mình có nên nói với ông chủ hay không đây? Phải nói thôi. Ngay cả khi mình phải gánh chịu sự tức giận của ông ấy. Nói đi Bibi, công việc đã xong phải không? Aruhi đã lấy xe và rời đi. Có xác chết trong cốp. Ôi Chúa ơi, ông ta bảo mình đến trong 15 phút. Chỉ còn 5 phút nữa thôi. Hy vọng Sanaya vẫn ổn. Sao ông lại bất cẩn như vậy? Làm sao Aruhi có thể lấy xe đi trong khi ông biết rằng cái xác ở trong đó? Sao ông có thể phạm sai lầm lớn như vậy? Thưa ông, không phải lỗi của tôi. Aruhi đã ngồi trong xe khi tôi quay lại sau khi nói chuyện với ông. Tôi chạy theo cô ấy nhưng không kịp. Nhưng cô ấy đi đâu? Chú ơi, nếu cô ta nhìn thấy xác thì... Nếu cô ta đến đồn cảnh sát thì sao? Nếu như vậy bà chủ sẽ gặp rắc rối. Không thể để chuyện này xảy ra được, phải làm gì đó. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Tara. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Tara. Bởi vì tôi không để chuyện đó xảy ra. Hãy đi tìm Aruhi. Nếu ông phải bắn cô ấy thì hãy bắn đi. Không được để cô ấy đến chỗ cảnh sát. Mình phải đến đó càng sớm càng tốt. Ôi Chúa ơi, sắp hết xăng rồi. Phải đổ xăng ở đâu đây chứ? Làm sao để tìm ra cây xăng ở đây bây giờ? Phải đến chỗ Sanaya càng sớm càng tốt. Trạm xăng dầu. Sanaya, cảm ơn Chúa. Trạm xăng ở phía trước. Thưa ngài, mày nghĩ cảnh sát chỉ biết ngủ thôi sao? Aruhi, đưa anh ta lên xe. Dâng thưa sếp. Đi. Aruhi đi đâu một mình trong đêm, trong trạng thái căng thẳng như vậy? Có chuyện gì đó đang xảy ra. Nào bắt máy đi. Em xin lỗi Deep, nhưng em không thể nhận cuộc gọi của anh ngay bây giờ. Đó là vấn đề về sự sống của Sanaya. Cô ta tắt máy của tôi. Cô ta chắc chắn sẽ tạo ra rắc rối. Làm gì bây giờ? Nếu chúng ta muốn tìm ra bí mật của họ thì đây là cơ hội. Sử dụng tài năng của bà đi. Đi và tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra giữa ông già này và Deep. Chúng ta nên biết chuyện gì đang xảy ra giữa họ. Đi đi. Được rồi.
Bà, làm gì ở đây? Không có gì. Thật ra tôi thấy sợ khi ở trong phòng một mình. Đó là lý do tôi đến đây. Tôi nghĩ rằng mặc dù chúng ta là vợ chồng giả, nhưng ít nhất chúng ta có thể là bạn bè, phải không? Chúng ta có thể chia sẻ mọi chuyện với nhau. Cái gì? Nhìn ông cũng rất căng thẳng. Ông vẫn chưa ngủ sao? Nói cho tôi biết vấn đề là gì. Có lẽ tôi có thể cho ông vài lời khuyên. Trước tiên, hãy làm đúng công việc mà bà được trả tiền. Đừng cố gắng đến gần tôi. Đừng vượt qua giới hạn của bà. Nếu không, nó sẽ không tốt cho bà đâu. Biết được chuyện gì chưa? Ông ta là người đàn ông đầu tiên mà sự quyến rũ của tôi không có tác dụng. Ông ta là một con thiêu thân, chưa sẵn sàng để bị thiêu cháy trong ngọn lửa của tôi. Này, bà muốn kết hôn với lão già này hay sao mà bà lại nói chuyện như vậy? Chỉ cần theo dõi ông ta là có thể biết được sự thật. Anh ơi, mau dậy đi. Tôi cần đổ xăng. Làm ơn nhanh lên. Chúa ơi, sao mọi người lại trở nên cáu gắt như vậy? Không có chút bình yên nào cả ngày lẫn đêm. Thưa bà, xin mở nắp bình xăng. Dân. Làm ơn đổ xăng nhanh lên, tôi sắp chảy rồi. Không thấy xe ở bên ngoài. Vậy Aroi đi đâu? Hy vọng mình không đến muộn. Thưa ông Rayan, sao ông lại đến đồn cảnh sát khuya vậy? Mọi thứ ổn chứ phải không? Dân dân, mọi thứ ổn. Thật ra tôi chỉ đến để hỏi thanh tra Lasia của các cậu đang ở đâu. Anh ấy có ở trong này không? Không, sếp tôi không ở đây. Anh ấy không ở đây, vậy thì ở đâu? Thưa ông, tôi không được phép nói điều đó. Nếu ông có chuyện gì muốn trình báo, tôi sẽ làm điều đó. Thưa ông, trông ông có vẻ căng thẳng. Mồ hôi rất nhiều trên trán. Tôi có thể giúp gì cho ông không? Ôi chúa ơi, hy vọng Arohi này sẽ không đi gặp Lasia. Thưa bà, sao bà lại mở cốp xe? Xin hãy mở nắp bình xăng. Anh à, xin chỉ giúp tôi. Tôi không biết phải làm sao. Tôi không biết phải bấm nút nào ở đâu. Thưa bà, cái nút mà bà nhấn lên thì nhấn xuống đi. Bà muốn đổ bao nhiêu? Hãy đổ đầy bình. Làm ơn nhanh lên, tôi sắp trễ lắm rồi. Làm ơn. Xin anh hãy nhanh lên. Chào cô Aruhi. Có chuyện gì vậy? Nhìn cô rất căng thẳng. Cô đang đi đâu vậy? Mình có nên nói với anh ta về cuộc gọi của kẻ bắt cóc hay không đây?